Chào mừng quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Việt Quốc Channel. Mến chúc quý vị và các bạn có thật nhiều niềm vui, an lành và thành công trong cuộc sống. Và sau đây là những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật trong ngày hôm nay có nội dung như sau. Bức thư tự thân của Việt Nam, Hun Sen ngất đi khi đọc. Đại tướng Sao Soka tuyên bố trở lại trả thù. Thưa quý vị và các bạn, theo một nguồn tin bí mật, trong nội các thủ tướng Hun Sen đã tiết lộ ra bên ngoài cho biết. Đến đầu giờ sáng vào ngày hôm qua, thông qua con đường ngoại giao, một nhân viên đại sứ quán Việt Nam đã trao cho phía Campuchia một bức thư. Để xác nhận Việt Nam không tìm thấy và không giúp đỡ cũng như giữ đại tướng Sao Soka tại Việt Nam. Sau khi đọc xong bức thư, Thủ tướng Hun Sen rất tức giận, huyết áp tăng đột ngột nên bị hoa mắt, chóng mặt. Tin buồn này làm ông mất cân bằng, suy sụp tinh thần. Nhưng rất may vì cận vệ của ông đã kịp thời đỡ ông đứng dậy. Sau vài phút căng thẳng giảm bớt, ông quát lớn Việt Nam là cái kẻ chuyên phá bệnh và gây bất ổn cho Campuchia từ trước tới nay. Trước sự chứng kiến của các tướng lĩnh công an và quân đội hoàng gia Campuchia, tất cả mọi người chỉ biết nhìn nhau rồi im lặng. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Thủ tướng Hun Sen rơi vào hoàn cảnh bị Việt Nam bỏ rơi. Do thói quen được Việt Nam giúp đỡ khi ông còn là một thanh niên 26 tuổi vào năm 1978. Khi đó, ông đảo ngũ khỏi quân đội của Khmer Đỏ vì Trung Quốc hậu thuẫn lãnh đạo khi đó Pol Pot là người gốc Hoa. Cầm đầu chính phủ đã gây nên cuộc diệt chủng khủng khiếp, chính người dân Campuchia của mình. Khi đó, chàng trai trẻ Hun Sen phải đảo ngũ trốn sang Việt Nam xin giúp đỡ giải phóng đất nước Campuchia. Trước khi cho phát sóng tin tức này, chúng tôi mới cập nhật được vào trưa ngày 8 tháng 5. Đại tướng Sao Soka, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Quân cảnh Hoàng gia Khmer, đã được điều chuyển từ quân khu 7 ra quân khu 5 ở tại đường Duy Tân, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Một số tướng lĩnh Việt Nam năm xưa đã giúp ông và Hun Sen lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Nhiều bí mật quân sự của Trung Cam do Thủ tướng Hun Sen tự ý ký kết với Trung Quốc đã được chính ông tiết lộ. Thưa quý vị và các bạn, đã có câu trả lời tại sao Thủ tướng Hun Sen phản bội Việt Nam. Trong khi nói chuyện với các tướng lĩnh Việt Nam ở quân khu 5, Đại tướng Sao Soka được một người bạn hỏi. Một câu hỏi đã phơi bày toàn bộ nguyên nhân vì sao Thủ tướng Hun Sen lại quay lưng và phản bội Việt Nam. Đại tướng Sao Soka trả lời về nguồn gốc của Hun Sen như sau. Hun Sen sinh ra ở Campuchia với tên khai sinh là Hun Muni, là con thứ ba trong gia đình 6 người con. Cha của ông là một nhà sư thường trú tại địa phương ở tỉnh Campuchia. Trước khi tham gia kháng chiến chống Pháp và kết hôn với mẹ của Hun Sen, bà Chi Jon. Vào những năm 1940, ông bà nội của Hun Sen là những chủ đất giàu thuộc người Triều Châu, Trung Quốc. Hun Sen được thừa hưởng một số tài sản của gia đình, bao gồm vài hecta đất và có một cuộc sống tương đối thoải mái. Cho đến khi một vụ bắt cóc đã buộc gia đình phải bán hết tài sản. Hun Sen nên rời gia đình năm 13 tuổi để theo học một trường tu ở Phnom Penh. Khi Luân Nóc lật đổ Sihanouk vào năm 1970, ông đã bỏ học để gia nhập Khmer Đỏ. Hai năm sau, Hun Sen đổi tên thành Hun Sen. Thủ tướng Hun Sen có ông bà là người Hán, vì thế ông luôn nghĩ về phương Bắc xa xôi của gia tộc mình. Dòng máu Hán tộc trong người ông đã thôi thúc ước nguyện bằng mọi cách đưa Campuchia trở thành một nước tự trị của Trung Quốc như Nội Mông, Tây Tạng, Tân Cương. Đây là nguyên nhân chính vì sao Campuchia luôn ủng hộ Trung Quốc về Biển Đông và phá bệnh trong các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, để khối Đông Nam Á này không thể ra tuyên bố chung. Và luôn chia rẽ vì Campuchia có nhà lãnh đạo, người Hán tộc là đương kim Thủ tướng Hun Sen. Các cố vấn của Bắc Kinh đã hiện diện trong văn phòng của Thủ tướng Hun Sen, nhất cử nhất động của ông Thủ tướng Hun Sen đều bị theo dõi. Toàn bộ quyền quyết định quan trọng của Thủ tướng Hun Sen phải hỏi ý kiến từ phía Bắc Kinh. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, những tướng lĩnh cao cấp không cùng quan điểm với Thủ tướng Hun Sen bị cắt hết các chức vụ và điều chuyển công tác. Nhiều tư lệnh giờ đây chỉ còn ngồi uống trà, ngâm thơ qua ngay. Người của tình báo Hoa Nam ở khắp các vùng quân sự từ vùng 1 đến vùng 6 đều có cố vấn và có sự hiện diện của binh lính Trung Quốc, được đóng quân trong các doanh trại quân đội của Campuchia trên toàn lãnh thổ Campuchia. Bên trong nội các chính phủ như bơm nổ chậm, bất kể khi nào cũng có thể gây ra hỗn loạn vì mỗi người một phe cạnh khác nhau. Hiện chỉ có một thế lực mạnh nhất có thể giúp được Campuchia thoát khỏi hỗn loạn là đảng Hoàng thân Norodom Sihanouk. Nhiều thành viên chính phủ và tướng lĩnh có mối quan hệ với gia đình hoàng gia và cũng là thành viên quan trọng của đảng này, hay còn gọi là đảng Norodom Sihanouk. Bên cạnh đảng này là Hội đồng Ngai Vàng Hoàng gia Campuchia, Hội đồng Ngai Vàng Hoàng gia Campuchia, hay còn gọi là Hội đồng Tôn Vương Hoàng gia Campuchia. Hội đồng gồm 9 thành viên chịu trách nhiệm
về việc lựa chọn quốc vương Campuchia. Hội đồng được thành lập theo hiến pháp ngày 24 tháng 9 năm 1993. Quốc vương có quyền trị vì nhưng không nắm quyền và lựa chọn người kế vị. 9 thành viên của hội đồng bao gồm thủ tướng, chủ tịch thượng viện, chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch thứ nhất và thứ hai của quốc hội, phó chủ tịch thứ nhất và thứ hai của thượng viện. Và hai người đứng đầu Mahanikay và Tết Vong và Bơm Rai. Hội đồng không hoạt động kể từ năm 1993 tới năm 2004. Hội đồng mới hoạt động trở lại trong việc đưa Norodom Sihamoni trở thành quốc vương. Việc lựa chọn thông qua bỏ phiếu, biểu quyết của 9 thành viên trong hội đồng. Đây là thế lực mạnh nhất khiến Thủ tướng Hun Sen mất ăn mất ngủ. Những tháng trước đây, Đại tướng Sao Sokha đã nhiều lần phải nhận mệnh lệnh đề phòng các tư lệnh thân hoàng gia. Khi đó, ông giữ quyền Thủ tướng Hun Sen nên không thể chống đối ra mặt. Nếu không, sẽ bị tư lệnh lữ đoàn 70 cho con trai cả của Thủ tướng Hun Sen là ông Hulmanet bắt giữ bất kể khi nào Hun Sen muốn. Vào năm ngoái, Thủ tướng Hun Sen đã quyết định thăng cấp tướng cấp 4 sao cho con trai cả của mình là ông Hulmanet và cấp quyền làm tổng tư lệnh của lữ đoàn 70 cũng như cơ quan tình báo quân đội hoàng gia Campuchia. Ông được toàn quyền chỉ đạo bảo vệ an ninh cho trụ sở văn phòng, thủ tướng và cung điện hoàng gia Campuchia. Xe thiết giáp và quân đặc biệt được đóng quân ngay đằng sau cung điện. Thủ tướng Hun Sen đưa ra lý do bảo vệ quốc vương Norodom Sihamoni. Đây là lý do hợp lý, nhưng trong thực tế thì nhà vua bị khống chế. Bất kể khi nào, nếu cha con Thủ tướng Hun Sen muốn bắt giữ. Trong nhiều năm qua, Thủ tướng Hun Sen được Bắc Kinh giúp đỡ giữ vững quyền lực. Vì thế, ông coi Trung Quốc là quê hương thứ hai của mình. Ông đã đẩy đất nước Campuchia lệ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Giờ đây, quyền lực mà ông đang có như những khu tự trị của Trung Quốc như Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông. Đổi lại, ông được Bắc Kinh cam kết giữ vững quyền thủ tướng cho đến khi truyền lại cho con trai cả của mình là ông Hulmanet. Lịch sử nhân loại cho thấy tất cả những kẻ bán nước, cầu vinh đều phải nhận trái đắng. Bị người khinh miệt muôn đời, sử sách, lưu truyền, quyền lực tay sai chỉ là tạm bợ khi các thế lực khác cấu kết lại với người dân. Đủ sức mạnh như gió bão hất cẳng cha con Thủ tướng Hun Sen xuống bùn đen. Khi đó Bắc Kinh chỉ còn cách đứng nhìn sự thiệt hại vì đầu tư, kinh tế và chính quyền tay sai của mình tan rã như nước chảy trên sông Trường Giang ra ngoài biển khơi. Thêm một nguồn tin cho hay, Trung Quốc huy động hơn 600.000 quân tiến vào lãnh hải của Việt Nam. Chào mừng quý chúng vị ta bắt đầu cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc kéo dài suốt 10 năm sau đó. Theo nguồn tin cho biết thêm, khi Trung Quốc xu quân tràn qua lãnh thổ của Việt Nam ngày 17 tháng 2 năm 1979, với tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, ông vẫn làm tư lệnh Sudan 32 năm thuộc quân đoàn 2 đang chiến đấu ở Campuchia. Thông qua chiến thuật, khi cuộc chiến đấu bắt đầu, quân đoàn 2 và quân đoàn 3 được lệnh nhanh chóng ra phía Bắc để phối hợp với quân đoàn 1 bảo vệ thủ đô và sẵn sàng khiến cho tình thế quân sự từ ở thời xưa đến nay, Việt Nam luôn được đánh giá là đất nước yêu chuộng hòa bình, người dân luôn mong ước được bình yên, ấm no, Trung Quốc hạnh phúc. Sự việc nhưng thật không may mắn cho đất nước ta khi phải sống bên cạnh Trung Quốc. Người Trung Quốc luôn có quan điểm chủ trương đường lối bành trướng ra bên ngoài bằng mưu kế. Ngay trên ghế nhà trường, học sinh Trung Quốc đã được học về âm mưu thủ đoạn để chiến thắng kẻ khác. Ngay cả trong cương lĩnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đề cao mưu kế thông qua việc thi đua thành tích để Trung Quốc nhanh chóng thực hiện vì thành công giấc mộng người dân Trung Quốc giờ trở với thành đội tiếp sự kịch bản biến Trung Quốc thành một nước hùng hăng trên cung đường nước trên thế giới. Tàu sân bay Liêu Ninh, niềm tự hào của Trung Quốc sẽ đi vào lãnh quên. Ngâm chỉ đạo thông tin chi tiết, mời quý vị nghe bản tin sau. Kể trong buôn bán làm ăn, bằng việc bí mật đánh cắp kỹ nghệ mới và các thương hiệu nổi tiếng thế giới, Bắc Kinh đã bí mật đào tạo các giám định chuyên sao chép trộm những sản phẩm mới ra đời. Các giám định này được gửi ra nước ngoài thông qua nhiều con đường khác nhau như ngoại giao, thương mại, hợp tác lao động. Sau đó ở lại các nước phát triển ẩn nấp giữa nhiều hình thức khác nhau để tham gia vào đời sống. Như những công dân lúc của nước sở tại nhằm mục đích sao chép trộm kỹ thuật đưa trở lại cảnh đại liên thiết kế này sau khi bị đánh cắp sẽ được nhanh chóng gửi về Trung Quốc để sản xuất hàng loạt. Sau khi sản xuất với số lượng lớn, Trung Quốc phải bán lại cho các nước kém phát triển với giá thành rẻ mạt. Người dân các nước kém phát triển rất ưu chuộng hàng hóa của Trung Quốc vì với giá tiền chỉ bằng 1/10 so với hàng chính hãng.
ai là người dân ở các nước này có thể mua được các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng nhất trên thế giới mà cả đời họ tích góp nhưng không bao giờ có đủ tiền. Với cách làm ăn gian manh này, Trung Quốc đã trở nên giàu có. Trong thời gian ngắn, vĩ đại của hải quân và người dân Trung Quốc sau khi phát triển được kinh tế, Trung Quốc dùng tiền mặt để phát triển quân sự, dùng vào việc bành trướng lãnh thổ và lãnh hải. Trung Quốc hàng ngày vẫn gặm nhắm biển đảo của Việt Nam ngoài biển Đông, trên đất liền, Trung sử dụng chiến khu làm nhiệm vụ từ cách đây vài năm Việt Nam nhận tàu sự mày liều lĩnh của Trung Quốc quân sự tiếp tục được sử dụng cho cái gọi là biểu tượng của một cường quốc. Liều lĩnh bằng việc để ổn định ngay triển khai phòng vệ khắp các mặt trận biên giới, đặc biệt nhất là mặt trận biên giới Hà Giang. Lại cho mới. Đây là khu vực có nhiều đường núi hiểm trở, các cứ điểm trên cao luôn là ưu thế nếu sử dụng hỏa lực mạnh. Trung Quốc hai bên luôn án ngữ các điểm đây để chiếm quyền ưu thế hơn. Khi đó, con Trung Quốc lúc đó đang được đưa lên phòng hồi sức và sức khỏe đang được hồi phục. Được biết vào năm qua, khi họ tính lại sau mấy giờ cấp cứu, một người lính đã nói rằng nhất định là phía Trung Quốc sẽ cho người ám sát họ. Tiếp đó, phía quân đội Việt Nam cũng đưa ra dự định cho tàu trên và biển cái vai dắt Thanh Tâu, sân bay Liêu Ninh. Trước khi bắt đầu thử nghiệm trên biển tháng 6 năm 2011, Trung Quốc công bố chiếc tàu khi nó được hoàn tất quá trình tân trang. Chiều dài của con tàu khoảng 304,5m, rộng 37m và có thể di chuyển với tốc độ 37 hải lý trên giờ. Tàu sân bay Liêu Ninh có thể chứa 26 máy bay và 24 trực thăng, được thiết kế hệ thống đường băng dốc kiểu bệ phóng trực tuyết, chứ không phải máy phóng như các tàu sân bay của Hoa Kỳ. Năm 2014, tàu Liêu Ninh được chạy thử và trở thành niềm tự hào vĩ đại của Hải quân và người dân Trung Quốc. Vào lúc đó, trên mạng xã hội của Trung Quốc tràn ngập những lời ca ngợi với sức mạnh của chiến hạm đầu tiên này. Thậm chí con tàu được cho là vũ khí bất khả chiến bại của Bắc Kinh, ông Thích Kiến Quốc, trợ lý Tổng tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói. Tất cả các quốc gia lớn trên thế giới đều sở hữu các tàu sân bay, chúng là những biểu tượng của một cường quốc. Tuy nhiên, vào ngày hôm qua, chuyên gia quân sự Robert cho biết, hệ thống điện trên tàu Liêu Ninh, hàng không mẫu hàm đầu tiên của Trung Quốc, bất ngờ gặp sự cố trong một lần thử nghiệm trên biển. Một vụ nổ nồi hơi khiến hệ thống điện của con tàu bị vô hiệu hóa. Theo tờ báo quốc tế cho biết, sự cố bắt đầu từ vết rò rỉ trên nồi hơi. Ngay lập tức, hơi nóng tràn ngập khoang động cơ của tàu sân bay. Sau đó nước nóng và hơi nước phun ra, gây chập và làm toàn bộ hệ thống điện trên tàu ngừng hoạt động. Kỹ sư cơ điện trên tàu Liêu Ninh cho biết lỗi nồi hơi không phải là sự cố hiếm thấy với các tàu sân bay do Liên Xô chế tạo. Chuyên gia này cũng liệt kê những sự cố với tàu sân bay của Nga. Theo đó, năm 2014, tàu sân bay của Nga được Ấn Độ mua từ Nga, hàng không mẫu hàm đầu tiên thuộc lớp kè vèo của Liên Xô cũng bị mất điện và khiến tàu ngừng hoạt động trên biển do nồi hơi bị quá nhiệt. Bên cạnh đó, tàu sân bay Đô Đốc phục vụ cho Hải quân Nga luôn phải có tàu kéo đi kèm do hệ thống nồi hơi có nhiều khuyết điểm. Lỗi nồi hơi của tàu sân bay gây tổn thất rất nhiều chi phí sửa chữa. Điều này khiến tuổi thọ của tàu bị rút ngắn và giới hạn đáng kể tốc độ tối đa trên biển. Trong khi đó, Bắc Kinh thiếu các căn cứ hải quân lớn ở nước ngoài một hỗ trợ cần thiết nếu rắc rối phát sinh trong khi tàu Liêu Ninh hoạt động xa bờ. Nhà phân tích quân đội người Hàn Quốc viết trong năm 2010, việc thiếu căn cứ ở nước ngoài đã nổi lên như một trở ngại chính cho hiệp quả bay của Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, dù Trung Quốc không bao giờ đưa tàu Liêu Ninh tham gia vào trận chiến, họ sẽ không loại bỏ nó vì nó còn hữu ích cho việc huấn luyện và nghiên cứu cách vận hành tàu sân bay. Sau đó, Trung Quốc đã dốc sức phát triển tàu sân bay nội địa mang tên Sơn Đông, hàng không mẫu hàm tiếp 001A có công nghệ hiện đại hơn so với tàu sân bay Liêu Ninh. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đánh giá chiếc tàu này đã bị lỗi thời từ trước khi vào sử dụng và chỉ mang tính hình thức. Nếu con tàu Liêu Ninh không thể đưa vào hoạt động được nữa, thì Trung Quốc có thêm một tàu sân bay tiếp 001A đang được đóng mới. Nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật không tự sáng tạo ra mà chỉ ăn cắp quần của các nước, thì rất có thể niềm tự hào vĩ đại của Trung Quốc sẽ trở thành nỗi khiếp sợ kinh hoàng của nhân dân và binh sĩ Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự của Trung Quốc bày tỏ lo ngại về vấn đề chậm đưa vào hoạt động tàu sân bay tiếp 001A Sơn Đông vì lý do kỹ thuật. Các thử nghiệm chuyên sâu đã được thực hiện với tàu sân bay tự chế đầu tiên của Bắc Kinh trong vài tuần qua. Sau một thời gian tạm dừng kiểm tra trên bon tàu, vấn đề kiểm tra cuối cùng trong quá trình thử nghiệm là hoạt động tác chiến của các máy bay trên tàu sân bay tiếp 001A. Theo đó, tiêm kích J-15 được chế tạo trên cơ sở Su-33 của Nga nhiều lần bay thử nghiệm trên tàu sân bay tự chế này. Tuy nhiên, không có kết quả chính thức nào được đưa ra từ Hải quân Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự nước này phàn nàn rằng,
Các kết quả thử nghiệm máy bay J-15 trên boong tàu tiếp 001A Sơn Đông bị xóa bỏ. Điều này cho thấy kết quả đạt được là không khả quan. Theo kế hoạch của Bắc Kinh, tàu sân bay tiếp 001A Sơn Đông sẽ đi vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tuy nhiên, đến tại thời điểm này, các chuyên gia vẫn chưa biết chính xác về thời điểm tàu sân bay nội địa có thể phục vụ trong Hải quân Trung Quốc. Lý do Bắc Kinh giải thích cho việc tàu sân bay tiếp 001A chưa thể đưa vào hoạt động là mất nhiều thời gian kiểm tra, thử nghiệm loại tàu hiện đại này hơn các loại tàu chiến thông thường khác. Ngoài ra, trong vài năm gần đây, ở Trung Quốc, người ta quá quen với tốc độ chế tạo và đưa vào hoạt động nhanh các tàu chiến. Do đó, việc tàu sân bay tiếp 001A chậm đưa vào hoạt động so với tiến độ gây ra những lo ngại và sự mất bình tĩnh. Theo South China Morning Post, vào ngày hôm qua, tàu sân bay tiếp 001A tiến hành đợt thử nghiệm kéo dài trong vòng 4 ngày. Đây là đợt thử nghiệm thứ 7 của tàu sân bay do Trung Quốc tự chế tạo. Tiếp 052D J-15 không giúp Liêu Ninh mạnh hơn. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng các tàu khu trục tiếp 052D của Blend có thể mang lại cho Liêu Ninh năng lực phòng không tốt hơn các tàu khu trục Ấn Độ trong đội tàu Viram Mandiya. Tuy nhiên, theo tạp chí Kanwa, trụ sở tại Canada, Ấn Độ đã đặt mua các hệ thống phòng không tiên tiến từ Israel cho các tàu khu trục của họ. Vì vậy, khả năng phòng thủ của chúng đã được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, trong khi các chuyên gia Trung Quốc tin rằng tiêm kích hàm J-15 của nước này vượt trội các tiêm kích MiG-29 do Nga sản xuất, thì theo Kanwa, J-15 vẫn đang trong quá trình phát triển. Kanwa cho rằng MiG-29 đã được sử dụng trong nhiều hoạt động trên không khác nhau, trong khi Trung Quốc thừa nhận J-15 sẽ không đạt được khả năng hoạt động đầy đủ trước năm 2020. Thêm vào đó, vẫn chưa rõ liệu Trung Quốc có khả năng vận hành J-31, mẫu tiêm kích tàng hình thứ hai trong giai đoạn phát triển trên tàu sân bay hay không. Kanwa cho biết, các tiêm kích J-15 vẫn đang trải qua các cuộc thử nghiệm vũ khí trên boong tàu Liêu Ninh, bao gồm khả năng phóng tên lửa không đối không tầm trung BL-12, tên lửa không đối không tầm ngắn BL-8B và tên lửa chống hạm EJ-83. Một số báo cáo chưa được xác nhận còn cho biết Trung Quốc đang thử nghiệm phiên bản tác chiến điện tử và phiên bản tiếp liệu trên không của J-15. Theo Kanwa, có lẽ lạc quan khi nói rằng Trung Quốc sẽ sản xuất tổng cộng 35 tiêm kích J-15 vào năm 2015 như nhiều chuyên gia Trung Quốc từng tuyên bố. Kanwa nhận định do Liêu Ninh và Mira Madia đều không sử dụng máy phóng nên cả hai con tàu chỉ có thể lựa chọn một loại máy bay cảnh báo sớm duy nhất là trực thăng K-31 do Nga chế tạo. Thậm chí nếu Ấn Độ có thể thuyết phục Mỹ bán lại cho mình máy bay cảnh báo sớm E-2D, loại máy bay này cũng chỉ có thể được vận hành từ một căn cứ trên đất liền. Cùng theo Kanwa, nếu các tàu sân bay tương lai của Trung Quốc được trang bị bọn phóng kiểu nhảy câu, chúng không khác gì khác biệt với tàu sân bay Liêu Ninh. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao từ nhà máy đóng tàu Jiangnan ở Thượng Hải, nơi được cho là đang đóng tàu sân bay nội địa đầu tiên gọi là tiếp 001A của Trung Quốc, tuyên bố rằng tàu sân bay tiếp 001A sẽ vượt trội hơn cả tàu sân bay Virama, Diya, Ấn Độ và các tàu khu trục chở thực thăng lớp Izumo của Nhật Bản. Tàu sân bay INS Viramadiya được nâng cấp từ tàu tuần dương hạng nặng mang trực thăng thuộc đề án 11434 Admiral Gotsko. Hợp đồng mua lại và đại tu tàu INS Viramadiya được Ấn Độ ký kết với Nga vào năm 2004. Ban đầu dự kiến có chi phí 974 triệu USD với thời hạn bàn giao vào năm 2008. Tuy nhiên, chi phí hiện đại hóa con tàu sau đó đã tăng lên mức 2,3 tỷ USD. Trong khi thời hạn bàn giao cũng liên tục bị lùi lại cho tới tháng 11 năm 2013, do nhiều lần trì hoãn vì trục trặc. Trong thời gian chạy thử trên biển Bahrain, khi cơ động ở tốc độ cao nhất, 7 trong số 8 nồi hơi trên tàu sân bay Viramadiya gặp trục trặc. Sự cố này đã làm chiếc tàu giảm tốc đột ngột và chỉ có thể di chuyển với tốc độ 23 hải lý một giờ. Nguyên nhân của sự cố được xác định là do gạch chịu nhiệt làm từ vật liệu mới đã không chịu nổi nhiệt độ cao bị biến dạng gây nổ đường ống, dẫn hơi nước chính của tàu. Cuối tháng 5, Giám đốc Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất Nga Andrei Daryushko cho biết trong thời gian thử nghiệm, hệ thống làm lạnh và máy điều chế nitrogen trên tàu Viramadiya gặp trục trặc. Vào ngày hôm qua, sau khi tàu Viramadiya được bàn giao cho Ấn Độ, một nguồn tin từ Cổng Thông tin Điện tử Hải quân Ấn Độ cho biết,
Nồi hơi số 6 trên tàu sân bay INS Viramadilla đã gặp sự cố vào đêm ngày 8, rạng sáng ngày hôm qua khi tàu đang trên đường rời khỏi cảng Muman để về Ấn Độ. Tàu sân bay Liêu Ninh cũng được cho là đã gặp sự cố và tê liệt trên biển do nổ nồi hơi vào tháng 10 năm nay. Theo trang mạng qua Inboring, tàu sân bay Liêu Ninh đã bị nổ nồi hơi khiến hệ thống cung cấp điện của tàu bị ngừng tạm thời. Tuy nhiên, sau đó người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phủ nhận thông tin này. Trước đó, theo các thông tin được Trung Quốc công khai, Liêu Ninh chưa từng xảy ra sự cố. Thế nhưng, nhiều chuyên gia nhận định rằng đó có thể là do con tàu này chỉ hoạt động ở phạm vi hẹp, chưa bao giờ đi xa khỏi các căn cứ lớp ven bờ nơi có khả năng sửa chữa khẩn cấp.